ATAS, màn hình gaming giá rẻ nhất Việt Nam. Mua màn hình ATAS, đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ so sánh hai sản phẩm rất hấp dẫn ở trong phân khúc tầm trung. Ở bên tay trái của mình đó là chiếc Realme GT Neo, còn bên tay phải của mình là chiếc Poco X3 Pro. Poco X3 Pro thì thời điểm đầu khi mà nó mới bán ra ở Việt Nam thì nó có những chương trình sale off rất là khủng khiếp, tầm khoảng 5 triệu rưỡi cho một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 860. Tuy nhiên là mình cũng nói luôn đấy là 5 triệu rưỡi nó chỉ dành cho khoảng mấy chục người mua được thôi. Chứ còn bây giờ giá bán của dòng này như mình biết khả năng nó sẽ tăng lên tầm khoảng 6 đến 7 triệu đồng. Đấy, và nhiều khả năng sẽ là tầm khoảng gần 7 triệu. Đấy, còn Realme GT Neo thì cái chiếc điện thoại này điện thoại.vn họ cũng đang xách tay về và bán ra với mức giá cũng khoảng gần 7 triệu. Và với mức giá gần 7 triệu thì mình nghĩ là đây vẫn là hai chiếc điện thoại hot nhất ở trong cái phân khúc giá đó. Đấy, thế thì chiếc điện thoại nào đáng mua hơn? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là về hộp phụ kiện cái đã, thì mình sẽ đánh giá cao Realme GT Neo hơn bởi vì là nó có sạc 65W đi kèm theo bên trong cái hộp này, và bản thân cái chiếc điện thoại thì nó cũng đã hỗ trợ sạc 55W rồi. Và theo công bố của nhà sản xuất thì cái chiếc điện thoại này sẽ sạc đầy pin trong vòng khoảng 40 phút. Còn Poco X3 Pro thì ở bên trong hộp này nó chỉ có sạc 33W thôi, và nó cũng hỗ trợ luôn sạc 33W, và nó phải mất tới khoảng 1 tiếng nó mới sạc đầy pin. Đấy, thế thì vậy thì về sạc này, hộp phụ kiện các thứ này thì Realme GT Neo đang có phần nhỉnh hơn. Đấy là còn chưa kể là cái hộp của nó nhìn cũng to hơn và đẹp hơn nữa. Đấy, đấy là cái quan điểm của mình. Đấy, được chưa? Nên là về hộp phụ kiện mình sẽ đánh giá cao cái Realme GT Neo hơn. Về mặt thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt mình thì mình sẽ lựa chọn Realme GT Neo bởi vì là cái cách phối màu mặt lưng của Realme GT Neo khiến cho mình cảm thấy ưng ý hơn. Đấy, với cả một cái điểm nữa, đấy là cái chiếc điện thoại này thì nó nhỏ gọn hơn một chút và cầm nắm lên nó cũng sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn. Nên là về mặt thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Realme GT Neo. Rồi, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ nói về vấn đề màn hình thì sao. Màn hình ấy thì mình cũng sẽ chọn luôn Realme GT Neo mà không cần phải lăn tăn bất kỳ một điều gì cả. Vì rất đơn giản thôi, khi các bạn cầm hai chiếc điện thoại này lên, các bạn đặt cạnh nhau thì các bạn sẽ thấy là màn hình của cái con GT Neo này nó tốt hơn rất nhiều luôn so với cái con Poco X3 Pro. Nó là màn hình AMOLED chứ không phải là IPS. Hai chiếc điện thoại này thì đều có cái tần số quét là 120Hz đấy, nhưng mà về độ sáng thì cái độ sáng của Realme GT Neo nó cao hơn nhiều so với cả cái con Poco X3 Pro mà các bạn ra ngoài trời nắng thì bạn sẽ cảm thấy hơi tối đấy. Chỉ có đúng một cái điểm duy nhất mà Poco X3 Pro mà mình đánh giá nó nhỉnh hơn về màn hình, đấy là cái độ lớn của nó thôi, kích thước của nó to hơn đấy, chứ còn lại thì về độ sáng, về tấm nền là thua hẳn luôn đấy. Nhưng mà cái độ lớn thì mình nghĩ là như kiểu Realme GT Neo này là đã là đủ lớn với bản thân mình rồi, nên mình cũng nghĩ là không cần phải lớn hơn như này. Về cái độ lớn thì nó không phải là điểm quyết định cho mình, nhưng về tấm nền và về độ sáng, về chất lượng thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn Realme GT Neo về cái màn hình. Về mặt hiệu năng cũng chia sẻ với cả các bạn luôn, đấy là chúng ta sẽ không thể dựa vào cái điểm số AnTuTu để mà nói rằng là cái con chip Dimensity 1200 nó mạnh mẽ hơn con chip Snapdragon 860 được. Đấy, không thể dựa vào điểm số AnTuTu. Nhưng trong cái quá trình mà mình trải nghiệm thực tế nhá, thì đúng thật là con chip Dimensity 1200 nó có một cái tốc độ load nhỉnh hơn so với cả Snapdragon 860. Đấy, còn đợi admin Kha test game chi tiết về hai cái con chip này thì để các bạn biết xem là cái con chip nào chơi game tốt hơn. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm thực tế thì về cái con chip Dimensity 1200 mình đánh giá cao hơn. Và theo bảng xếp hạng những cái con chip mạnh nhất thế giới bây giờ thì Dimensity 1200 nó đang xếp hạng 10, còn Snapdragon 860 nó đang xếp hạng 17. Đấy. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là nó không quá quan trọng đâu. Nhưng mà cái mà chúng ta quan trọng ở đây là gì? Đấy là Dimensity 1200 có 5G, còn chiếc Poco X3 Pro này với con chip Snapdragon 860 không có 5G. Đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải để ý đấy. Nên là về mặt hiệu năng thì mình cũng đánh giá là Realme GT Neo tốt hơn đấy. Bản thân là cái con chip Snapdragon 860 nó không phải là con chip rút gọn của 865 đâu nhé, mà nó là con chip nâng cấp hơn một chút so với 855. Đấy, 855 thì mình đánh giá là nó cũng chỉ xem về Dimensity 1000 thôi. Nên lấy mà so sánh sang về Dimensity 1200 nó sẽ vẫn thiệt hơn đấy. Đấy, còn điểm số AnTuTu thì đây mình đều chấm phần mềm AnTuTu V9 cả. Đấy, thì điểm số AnTuTu cho ra nó tương đối là chênh lệch nhau. Đấy, còn tất nhiên mình cũng đã nói rồi đấy, mình không lấy điểm số AnTuTu ra để làm tiêu chí đánh giá, mà chúng ta sẽ chỉ nhìn vào để tham khảo thôi. Chúng ta sẽ nói về phần camera thì sao. Đây, mình cũng sẽ show ra cho các bạn xem luôn về cái phần camera của hai chiếc điện thoại này như thế nào. Đầu tiên là khi mà mình chụp ảnh ở trong cái điều kiện
thiếu sáng như thế này. Mình chụp ảnh cái đôi giày đây thì độ chi tiết cho ra ở trên Realme GT Neo là tốt hơn. Nếu các bạn zoom vào cái phần chữ Stan Smith này và các bạn để ý cái đường chỉ ở phía dưới cũng như là cái đường chỉ mà khâu quanh cái chữ Stan Smith này thì bạn sẽ thấy là trên cái chiếc Realme GT Neo này cái độ chi tiết của nó cho ra cao hơn. Đấy, còn tiếp tục nữa nào, khi mà các bạn chụp ảnh cái bức ảnh mà cái thùng cắt tông của cái Vsmart này thì các bạn cũng sẽ thấy luôn cái độ chi tiết cho ra ở trên Realme GT Neo là tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Còn trong điều kiện chụp ảnh selfie thì sao? Đây các bạn sẽ thấy luôn, đấy là chụp ảnh selfie trong điều kiện ngược sáng của con Poco X3 Pro. Nó giống nhiều là có một cái lớp xương nó bao quanh ấy. Đây là điều kiện chụp ảnh ngược sáng xóa phông nhé. Lúc đầu mình cứ tưởng là ô, hay là mình bị bám vân tay lên trên camera nhỉ, nhưng không phải, mình đã lau rất là sạch rồi. Và cả hai trạng thái này thì mình đều bật chế độ HDR lên. Đấy, và các bạn thấy đấy, Poco X3 Pro nó cũng giống như những sản phẩm Xiaomi khác trong những trong năm nay, đấy là cái thể hiện ngược sáng nó là chưa tốt. Và so với cả Realme GT Neo thì cái camera trước của nó là thu hẳn luôn. Đấy, và các bạn cũng sẽ thấy luôn, đấy là cái góc chụp của Realme GT Neo thì nó cũng sẽ rộng hơn. Rồi, tiếp tục nữa nào. Đây là chụp ảnh ngược sáng mà không xóa phông đây. Các bạn cũng sẽ nhìn thấy rất là rõ rệt về cái sự chênh lệch giữa hai cái sản phẩm này. Còn chụp ảnh xuôi sáng thì về cơ bản là selfie xuôi sáng thì cả hai chiếc điện thoại đều ở mức độ ổn thôi. Đây là selfie xuôi sáng xóa phông, còn đây là selfie xuôi sáng bình thường. Đấy, tuy nhiên là về độ chi tiết cũng như là góc chụp rộng hơn thì mình sẽ đánh giá là Realme GT Neo là tốt hơn. Rồi, tiếp tục nữa nào. Trong cái điều kiện chụp ảnh xuôi sáng với camera sau thì sao? Đây là trường hợp mình chụp ảnh xuôi sáng xóa phông đây. Thì bạn sẽ thấy là xóa phông của hai sản này đều ở mức độ ổn. Tuy nhiên màu da và độ chi tiết cho lên thì Realme GT Neo hiện tại đang là tốt hơn. Và với trường hợp của camera góc siêu rộng cũng vậy. Đây các bạn cũng sẽ nhìn thấy được luôn này. Rồi, đối với cả cái trường hợp của cái camera zoom lên 2x nhé, đây chỉ là zoom số thôi, thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy luôn là Realme GT Neo đang có phần nhỉnh hơn. Tiếp tục nữa, đấy là chụp ảnh xuôi sáng với cái camera chính thì các bạn cũng sẽ thấy luôn, đấy, cái độ chi tiết của Realme GT Neo là tốt hơn. Chúng ta sẽ đến với phần chụp ảnh ngược sáng thì sao? Đây là cái bức ảnh mình chụp ảnh ngược sáng với điều kiện là xóa phông đây. Các bạn có thể nhìn thấy luôn, đấy là cái phần vùng phía sau của Poco X3 Pro nó đã cháy hết rồi để làm cho mẫu mặt đủ sáng lên. Còn cái tính năng HDR của Realme GT Neo ở cái trường hợp này mình đánh giá là tốt hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn, mặt của mẫu ảnh vẫn đủ để mình có thể nhìn rõ được và phía sau nó không bị quá cháy. Đấy, còn đây là bức ảnh chụp ảnh góc rộng. Đấy, đây bức ảnh chụp ảnh góc rộng đây. Đấy, thì các bạn cũng sẽ nhìn là tổng quan bức ảnh thì cái GT Neo này nó sáng tốt hơn đấy. Đấy, và cái chế độ HDR của nó mình đánh giá là làm việc hiệu quả hơn. Đấy, các bạn có thể nhìn những cái phần vùng ở những cái phần góc tường, rồi là phía trên cái phần bóng điện, rồi nhìn vào cái phần mẫu nữa thì các bạn sẽ thấy được cái điều đó. Còn đây là cái điều kiện mà chúng ta zoom lên 2x đây. Đây chỉ là zoom số thôi nhé, các bạn cũng sẽ thấy luôn này. Đấy, còn đây là cái bức ảnh về chụp ảnh camera chính. Về cơ bản thì mình đánh giá là Realme GT Neo về cái phần camera nó sẽ có phần nhỉnh hơn so với cả Poco X3 Pro, cả camera trước lẫn camera sau. Thế còn về pin thì Poco X3 Pro sẽ tốt hơn đấy. Viên pin 5160mAh của Poco X3 Pro sẽ cho mình cái thời lượng on screen tương đối tốt, nó sẽ loanh quanh tầm khoảng trên dưới 6 tiếng rưỡi. Còn đối với Realme GT Neo thì nó sẽ on screen tầm khoảng trên dưới 5 tiếng rưỡi. Tất nhiên đấy là on screen đối với bản thân mình rồi, và mình cũng nói luôn đấy là on screen sẽ không lấy đó làm thước đo, bởi vì có người on screen được lâu, có người on screen được nhiều. Đấy, nhưng rõ ràng là pin của Poco X3 Pro đang nhỉnh hơn so với Realme GT Neo. Nhưng bù lại thì Realme GT Neo lại có một cái sạc nhanh hơn rất nhiều so với cả Poco X3 Pro. Đấy. Nếu mà để mình lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn Realme GT Neo với cái pin là 4.500 cộng thêm cả sạc 65W đi kèm theo máy hơn là Poco X3 Pro pin 5160 với cả cái sạc 33W. Thì đấy là quan điểm của mình, vì mình nghĩ là 4.500 đối với bản thân mình là đã đủ dùng rồi. Loa ngoài của cả hai chiếc điện thoại này đều là loa kép cả. Đấy, tuy nhiên là cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là loa ngoài của hai sản này nghe rất là bình thường nhá. Đấy, còn nếu các bạn bảo là nghe mà so với cả Mi 11 Ultra hay là so sánh sang với cả Galaxy S21 Ultra với iPhone 12 Pro Max thì nó thua xa lắm. Hay thậm chí là chỉ cần so với cả Mi 10S thôi, một chiếc điện thoại có hỗ trợ công nghệ âm thanh Harman Kardon thôi là nghe nó đã thấy khác biệt rồi. Đấy, thì hai sản này nghe ở mức độ rất bình thường, mặc dù có loa ngoài là loa kép. Còn kháng nước kháng bụi thì Poco X3 Pro sẽ có, đây cũng là một trong những tính năng rất là quan trọng. Còn về hệ điều hành, mình nói thật, đấy là mình thích hệ điều hành MIUI của Poco hơn là hệ điều hành Realme UI của con Realme GT Neo. Cả hai chiếc điện thoại này thì đều có tiếng Việt luôn. Một sản phẩm hàng chính hãng hiển nhiên sẽ có tiếng Việt, còn một sản phẩm hàng sách tay thì
thì cũng có tiếng Việt luôn. Thế còn về sóng sánh nghe gọi các thứ thì cả hai chiếc điện thoại này đều tốt cả. Đấy, tuy nhiên cũng chia sẻ với các bạn đấy là về cái tốc độ đọc thông báo nhanh hơn thì Redmi GT Neo nó đọc thông báo nhanh hơn. Cái Poco X3 Pro không hiểu là sao trong cái khoảng thời gian mình sử dụng ấy thì nó vẫn hơi có độ delay nhẹ về mặt thông báo. Đấy là cái điểm mà mình cảm thấy là mình chưa thích. Còn thêm một số những tính năng nhỏ nữa, ví dụ như là Redmi GT Neo nó có cảm biến vân tay bên trong màn hình như này. Và cảm biến vân tay bên trong màn hình của nó mình đánh giá là khá là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với cảm biến vân tay của những cái con như kiểu là Galaxy A52 hay là A72. Tuy nhiên nếu mà so với tốc độ với cả cảm biến vân tay bên cạnh hông của Poco X3 Pro thì các bạn nhìn này, cảm biến vân tay bên cạnh hông của Poco X3 Pro nó nhanh quá. Đấy. Nhưng mà để tổng hòa cả cái tốc độ cũng như là cái tính tiện dụng của cái cảm biến vân tay ở bên trong màn hình thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn Redmi GT Neo hơn. Chứ còn nếu mà ở đây mà là cái cảm biến vân tay kiểu như con Galaxy A52 với A72 thì vứt đi. Thế thì lúc đó thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn Poco X3 Pro. Đấy thì cũng tùy vào anh em xem thích cái cảm biến vân tay loại nào thôi. Đấy, nhưng về công năng sử dụng nhá thì là Poco X3 Pro nhanh hơn đấy. Đấy. Thì mình cũng phải nói cái điều đấy. Vậy tổng kết lại giữa hai sản phẩm này thì nó sẽ như thế nào? Thiết kế mình sẽ lựa chọn Redmi GT Neo. Màn hình cũng sẽ là Redmi GT Neo. Hiệu năng Redmi GT Neo. Camera Redmi GT Neo. Pin Poco X3 Pro. Đấy, sạc thì Redmi GT Neo. Tiếp tục nữa nào. Kháng nước kháng bụi thì là Poco X3 Pro. Hệ điều hành mình cũng sẽ lựa chọn Poco X3 Pro. Tốc độ của cảm biến vân tay thì cũng sẽ là Poco X3 Pro, nhưng cảm biến vân tay bên trong màn hình thì lại là Redmi GT Neo. Đấy, và qua cái phần so sánh này thì các bạn có thể thấy là Redmi GT Neo đang có nhiều phần nhỉnh hơn là Poco X3 Pro. Nên là nếu mà để mình lựa chọn thì hiện tại nhé, mình đang nghiêng nhiều hơn về Redmi GT Neo. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới thì mình vẫn đang chờ đợi cái Poco X3 Pro này để xem là liệu nó có giảm giá về cái mức giá lịch sử của nó là mức giá 5 triệu rưỡi hay không. Đấy, nếu mà hai sản phẩm này bằng tiền nhau đều là 7 triệu đi thì mình sẽ lựa chọn Redmi GT Neo. Nhưng chỉ cần Poco X3 Pro mà rẻ hơn khoảng 1 triệu thôi thì chắc chắn mình sẽ mua Poco X3 Pro. Bởi vì lúc đó mình sẽ dựa vào yếu tố giá là quyết định cái việc chọn mua của mình. Đấy. Các bạn cảm thấy sao về hai chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và tất cả những thông tin về hai chiếc điện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của điện thoại hay.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.